ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào, kể từ khi vắng nhau em như tấm vải lụa đào. Đêm thâu đêm giấc ngủ say sao, em có bề nào ai đón ai đưa. Cuộc đời là vách trắng là sao thưa, thương em tiếng hát sang mùa. Một mai mưa ướt áo em, áo mỏng đường mềm dáng nhỏ chân đêm. Đôi khi trộm nhìn anh, xem đôi tay rắn phong trần năm xưa. Em có còn mê sóng hồ qua từng mùa, rồi mùa xuân cũng qua mang theo tuổi dài ngọc ngà. Đêm thâu đêm tính gọn tương lai, mơ thấy một ngày còn níu chân cha. Cuộc đời là vách núi, thầm đường dài ít về thăm em. Mà anh chiếm vút cánh bay, thầm thầm đường dài ít về thăm giáo viên dạy sinh ngữ hay là ca sĩ? Em là giáo viên dạy sinh ngữ nhưng mà có hát sơ sơ. Nghe cái giọng này nè là biết ca giọng cổ mùi lắm luôn. Thôi hát câu giọng cổ tặng mọi người đi. Dạ, cũng được. Rồi em hát câu giọng cổ ha. Trời ơi, giáo viên mà đẹp trai kiểu này mệt đó nhỉ. Nga, em cứ đòi hỏi cao siêu không hả? Đâu có, thì đây là đẹp trai thôi, chứ còn về phần tài năng thì nãy giờ thi là toàn rớt. Em chưa nói hết câu. Thì đây em chưa có chuẩn bị gì hết, bởi vậy nên có gì mà anh chị đừng có chê nha. Không ai dám chê em hết trơn, trời ơi. Nói chung là chúng mình chỉ thẳng thắn thôi chứ không có chê gì, chỉ dập nhau tí thôi. Có sao nói vậy người ơi. Mẹ ơi, nay con về lại mái nhà xưa, thì mẹ đã nâng còng tóc bà. Giọng nói run run mắt mờ tai, nàng trong vòng tay mẹ con lặng đi nghe tim mình. Trời ơi, ngọt ngào luôn, cảm ơn em. Đúng như chị Nga nói, ông thầy kiểu này mà đi dạy là mệt chứ học trò. Mệt lắm, lắm. Có bị học trò cua không? Em cua ngược lại học trò. Cua ngược lại học trò. Chị Nga đăng ký lớp học của bạn ấy liền nha. Thôi em, chị không thích phi công trẻ mà. Jusin. Dạ. Đây, nãy giờ em ít nói quá đi, bị gì? Dạ. Hàn Quốc nói tiếng Việt chưa có rành lắm, thành ra là hơi rụt rè với mọi người. Dạ. Vậy chứ nói không được nhiều nhưng mà hát được không? Hát bài hát Việt Nam hay sao ạ? Dạ, em hát được ạ. Hát được phải không? Dạ. Tặng người một mọi người một đoạn đi cũng được. Tháo mắt kính ra, mắt kính ra, cho người ta thấy cái vẻ đẹp Hàn Quốc của em. Hát tặng mọi người một đoạn đi em. Dạ, một tuần thôi. Một đoạn ngắn thôi. Em nằm em nhớ một bờ vai xanh, một sông tóc xanh, cánh đồm xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Yeah!
tiếp. Em không nhớ lời hả? À, cái nhiêu đó thôi đó hả? Cái giọng cũng giống giống Thùy Chi vậy đó. Thuộc có 3-4 câu vậy thôi hả? Nhiêu đó đủ ăn đứt chị rồi chị. Không, hát hay quá trời luôn mà sao thuộc ít vậy? Thôi cảm ơn tất cả mọi người nha. Một vài phút thư giãn cùng với âm nhạc thôi. Bây giờ phải trở lại với cái cuộc thi của chúng ta nè. Và hôm nay sẽ rất là gay cấn và hồi hộp bởi vì điểm số rất là cao. Và hôm nay có tên là Nhìn Đầu Đoán Ý. Bây giờ tất cả mọi người đều đã đeo trên đầu một cái mắt kiến, có một cái bảng dựng lên đúng không? Và đội nào chơi á sẽ lên đây đứng thành một hàng xéo đó. Khi mà đại nghĩa hô bắt đầu thì người đứng ở vị trí đầu tiên sẽ bước lên một bước, quay lại nhìn về người bạn của mình, sau đó nhìn cái từ khóa mà được gắn ở trên đầu của mình và diễn tả, nói bằng lời, bằng hành động nhưng không được trùng với từ khóa, để cho người bạn của mình đang đứng ở đây đoán được cái từ khóa dính trên đầu của mình. Đoán đúng được 5 điểm, cái người kia chạy xuống dưới hàng cuối xếp dưới cùng và ngày bước lên quay lại tiếp tục gợi ý cho người tiếp tục đoán, cứ vậy thôi, đơn giản hết sức. Hiện nay thì đội của Tiến Vương đang thấp điểm hơn, cho nên là đội của bên Thảo Duyên sẽ thi trước ở vòng này nha. Mời em. Tất cả mọi người, đội của mình á, chủ đề các từ khóa đó là vỡ cải lương ngao sò ốc hến. Vỡ này quen quá mà đúng không anh? Đó, chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu. Diễn tả đi anh, khó quá bỏ qua. Bỏ qua. Anh chạy xuống dưới cùng, đứng. Rồi, bước lên. Rồi, chạy xuống luôn. Trời ơi. Nước mắt trên... Còn gọi là gì? Lệ. Cái chén. Người bắt gọi là... Bác. Đúng rồi. Kép lại. Lệ bác. Chính xác. Chạy, anh vũ lên. À, cái vai mà ông Thanh Điền đóng á. Nó Quang Quyển. Yeah. Lên. Con gì? Nó bỏ lộn mà. Vô đây. Hiểu bỏ qua. Trời ơi, chết rồi. Con gì tắm cảng đây kìa? Con cua. Chính xác, lên. À, dưới ông Quan Quyện là ông gì? Thầy Lý. Yeah. Trời ơi. Trời ơi, con ta nói là con chim, bởi con trời ơi bà bỏ qua bà ơi, trời ơi vô nhà lấy đồ, cắt đồ, ăn trộm. Con gì mà hay ăn đi nhậu á? Ốc trộm, trộm ốc. Thanh Kim Huệ đúng nha này. Thị Hến. Ủa vô nhà ta hết giờ sản phẩm bà ơi. Hết giờ rồi mời mọi người về chỗ. Có bao nhiêu từ nữa cho dễ? Ai cha, ví dụ như 2 từ sao khổ sẽ... tâm quá. Bên đây những cái từ khó không hà. Đội của mình đoán được 6 từ khóa, 30 điểm. Yeah. Xin mời đội Tiến Vương. Chủ đề của đội mình: dụng cụ và phụ liệu thợ may. Bắt đầu. Chị Nga bước lên. Khó quá. Cái gì mà trẻ con nó học mà nó viết lên bảng á? Phần may. Chạy về lẻ. Cái này học sinh nó dùng để nó thước. Cái gì mọc ở dưới đất cũng cái rễ xong rồi cây thước. Đổ ngược lại. Thước cây. Yeah. Nhìn lên. À, 2 từ. Dài mà nó mềm mà nó cuộn lung tung. Cái đó làm cái gì? Để làm cái gì? Để đo. Để đo chiều dài. Đo thước. Đó. Trời ơi. Qua đi, 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 lẹ lên. Dễ như vậy mà cứ dở. Thợ may may cái gì? Quên. Cái gì để bỏ hai cái đó vô? Móc áo. Vuông hình chữ nhật đứng. Tủ. 3 từ. Tủ quần áo. Yeah. Hay. Cái gì mà cho qua đi, cho qua đi. Có. Cái tờ bỏ qua. Nhìn lên. Cái cọc mà này để này này. Kim chỉ. Một chữ thôi, chữ sau ấy là cái à chỉ. Nhanh. Ba từ mà đựng cái
cái chất lỏng đó vô rồi bắt đầu bóp giờ. Hết giờ. Cái câu khó nghe không chị bỏ qua đi. Rồi mời mọi người về chỗ, mời mọi người về chỗ. Cái ông Bùi Caron kia, cái từ thước dây nó dễ quá mà sao không diễn tả được cho người ta. Cái dây khó. Ôi ơi, tiếc quá là mình không diễn tả được. Và cái trò chơi này, đội của Tiến Vương diễn tả được 4 từ, mang về 20 điểm. Mình 30 điểm. Mình chỉ mấy từ 6 từ. Vẫn là thấp hơn bên đây. Đó. Kết thúc trò chơi thứ tư của đêm nay, đội của Thảo Duyên được 52 điểm và đội Tiến Vương 35 điểm. Vỗ tay nhiệt tình quá, mời em lên đây với anh. Đó. Luật chơi của chúng ta mà kết thúc vòng 4, đội nào mà điểm thấp hơn thì ông đội trưởng bị loại. Đó. Biết luật rồi đúng không? Dạ em biết. Rồi có điều gì chia sẻ với thành viên đội mình đây? Em cảm thấy rất là tự hào bởi vì em là một thành viên của đội rất cố gắng, mọi người rất là cố gắng rất nhiều, dù mọi người biết là trước sau cũng thua đó, nhưng mà mọi người bữa nay đến đây vui không em? Dạ đúng. Rất là vui. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn giờ mời em qua kia ngồi uống nước ăn bánh tạm thời nghỉ ngơi nha. Đó. Anh Vũ nó giờ anh lèm mèo nói gì nó hoài vậy anh Vũ? Nãy Cương nói anh á, Cương nói là anh Vũ nói nhiều quá, anh nói thôi tao im lặng không nói nữa. Mà anh nói cho em biết nè, im lặng không phải là câm, im lặng là để ngấm ngầm ra tay. Im lặng không phải là cay, im lặng là để phơi bày trắng đen. Im lặng không phải là hèn, im lặng là để chờ phen trả thù. Im lặng không phải là ngu, im lặng là để đánh đu với đời. Hay quá. Cũng may là trước khi mất cuốn sổ cũng còn thuộc. Chứ sao phải thuộc biết kiếp chứ. Trời ơi, dạ. Tài sản mà. Anh Vũ nên có nguyên một cái cuốn sổ, anh ghi rất nhiều những câu thơ, những cái bài thơ ngắn ngắn để anh sử dụng cho các bài diễn của mình. Và không biết rằng ai đó đã ăn cắp mất cái cuốn sổ thơ của anh. Xém một chút là anh bỏ nghề luôn đó quý vị. Trả tài sản cho tôi đi, trả tài sản cho tôi đi. Dạ, cảm ơn mọi người đã vượt qua 4 thử thách mà Đại Nghĩa đề ra. Cũng rất là vui, rất là hay. Nhưng bây giờ chỉ còn một thử thách cuối cùng nữa thôi để chờ xem mọi người vượt qua như thế nào nha. Chúng ta đến với trò chơi cuối cùng của đêm tiệc cùng sao.